quan trọng là phải nhấn nhá, nói mấy cái này phải nhấn nhá và phải thiệt. Nãy là em có cái thiệt rồi đó, nhưng em thiếu cái sự nhấn nhá gọn gàng lại một tí, nghe không? Ờ, nhấn một lần nữa về vấn đề nhấn nhá. Từ từ, nói nhanh vậy? Từ từ nha, thoải mái bình tĩnh. 10 triệu. Hai bà này có 10 triệu ạ. Giải thưởng kế tiếp là 20 triệu. Chắc dừng lại đúng không? Xin mời thí sinh Sĩ Huỳnh và Nguyên Khôi. Dạ em chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang, anh Ngô Kiến Huy và tất cả khán giả ở đây. Dạ. Em dạ, em tên là Võ Sĩ Huỳnh. Trường Nguyên Khôi. Dạ, em nay 17 tuổi. Ở Bến Tre hả? Dạ em đến từ Bình Dương. Ờ, bạn này làm gì? Dạ cũng ở Bình Dương học chung với. Học lớp mấy? Dạ lớp 12. Rồi, lớp 12, hai đứa đều học lớp 12 đúng không? Dạ. Là năm nay là học trong 12 là thi đại học đúng không? Dạ. Bây giờ này mình làm sao kiếm 100 triệu để dành đi học nha. Dạ. Dạ. Vô. 60 giây, bắt đầu. Em Sĩ Huỳnh. Dạ thầy. Lên đây trả bài cho thầy. Dạ. Em hãy nói cho thầy biết cái điểm khác nhau giữa yếu tố ngoại trượng và yếu tố di truyền. À, dạ thưa thầy là yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền là khi con cái đẻ ra mà nhìn giống ba mẹ thì nó là yếu tố di truyền thưa thầy. Còn con cái đẻ ra mà nhìn giống ông hàng xóm thì nó là yếu tố ngoại trượng thầy. Tôi dạy em cái gì mà gọi nó bỏ qua đi. Em hãy nói cho tôi biết là tại sao Newton lại tìm ra định lực vạn vật hấp dẫn và cho tôi một cái ví dụ. Dạ thầy là ông ta tìm ra định lực vạn vật hấp dẫn là khi ông ta ngồi dưới gốc cây táo và trái táo rớt xuống trúng đầu ông ta. Giả sử nếu mà ông ta ngồi dưới gốc cây sầu riêng đi thì trái sầu riêng rớt xuống thì chúng ta đã có định lực vạn vật hấp hối rồi. Bọn đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây. Mấy cái này không mới lắm nhưng mà dễ thương. Quan trọng là phải nhấn nhá, nói mấy cái này phải nhấn nhá và phải thiệt. Nãy là em có cái thiệt rồi đó, nhưng em thiếu cái sự nhấn nhá gọn gàng lại một tí, nghe không? Ờ đó, thí dụ nó là dạ thưa thầy đó, thí dụ như là ba mẹ sinh con ra, dạ con giống ba mẹ đó là yếu tố di truyền. Dạ còn nếu mà con giống ông hàng xóm thì cái đó mới là yếu tố môi trường, môi trường khiến vậy chứ không ai muốn. À, hiểu không? Mình phải đế nó vô để giải thích cho người ta hiểu rõ cái câu của mình. Thấy không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ờ, đó. Thì nó dạng vật hấp dẫn. Dạ. Nhưng mà bữa đó mà ngồi kê trái sầu riêng là chắc là mình có định luật dạng vật hấp hối. Nhấn nó. Rồi, tốt. Tiếp. Hai bạn thi tiếp dừng lại ạ. Dạ, đi tiếp ạ. Thi tiếp. 60 giây thời gian, bắt đầu. Anh đến đây phỏng vấn xin việc à? À dạ đúng rồi, em đến đây phỏng vấn anh. Vậy thì tôi sẽ hỏi anh một câu được không ạ? Ờ, anh vừa hỏi tôi một câu rồi đó. À, vậy tôi sẽ hỏi anh 2 câu. Anh hỏi tôi 2 câu rồi. À vậy hả? À, tôi sẽ hỏi anh 4 câu nha. Anh hỏi 4 câu luôn rồi còn gì? Đâu? Đó. Kim tầm giàu kìa. Mày đi phỏng vấn hay mày đi cà khịa tao mày? Dạ không em. Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây. Nhấn một lần nữa về vấn đề nhấn nhá. Từ từ, nói nhanh vậy? Nè chị nè. Dạ. Dạ. Xin xin việc hả bạn? Dạ. Ừ. Bây giờ tôi sẽ hỏi bằng 1 câu. Dạ anh vừa hỏi tôi 1 câu rồi còn gì ạ? Ok vậy tôi sẽ hỏi bạn 2 câu. À dạ anh vừa hỏi tôi 2 câu luôn rồi ạ. Ok tôi sẽ hỏi bạn 4 câu. Anh vừa hỏi 4 câu luôn rồi còn gì ạ? Em mới 3 câu nha. Đâu? Dạ đó. Mày đi xin việc thì mày làm cái gì? Hiểu không? Từ từ, nó không có thái độ với cái điều đó nha. Từ từ nha, thoải mái bình tĩnh. 10 triệu. Hai bà này có 10 triệu ạ. Giải thưởng kế tiếp là 20 triệu. Chắc dừng lại đúng không? Đi tiếp. Hãy bình tĩnh nha. Dạ. Diễn có tâm lý nha. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Em Sĩ Huỳnh. Dạ thầy. Em mau nói cho thầy biết tại sao bữa trước kiểm tra mà em đi chép bài bạn
Dạ thầy ơi, thầy không thể nào gọi đó là chép bài được thầy. Trong môn văn người ta gọi nó là tham khảo, trong môn toán người ta gọi nó là phép loại si, trong môn anh người ta gọi là copy, trong môn điện người ta gọi là di cư, trong môn hóa người ta gọi là đồng phân, trong môn lý người ta gọi là hệ tham chiếu, trong môn chính trị người ta gọi là tìm cái chung để hạn chế cái khác biệt, và trong môn lịch sử người ta gọi là thống nhất văn hóa, và đặc biệt trong môn thể dục người ta còn gọi là thể dục nhịp điệu thầy. Dạ. Nói luôn, không để tôi nói hả? Hả? Tôi chưa tính à? Tại sao? Thi mà em bỏ giấy trắng. Dạ thưa thầy, đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất thưa thầy. Tôi thua, không nói gì. Vậy chuyện đó tôi phải bỏ qua. Nhưng tại sao? Các bạn đánh nhau mà em không can mà em còn đứng vỗ tay. Dạ thầy, nếu mà em không tan thì em có thể là vô tâm, nhưng mà nếu em can thì em vô diện thưa thầy. Nói nhanh cái đó chút xíu à, không chần cười đó. Dạ. Cái vô diện đó. Dạ. Thật ra tụi em nghĩ ra mấy cái này hay nè. Lịch sự dễ thương nè. Cái này chịu nè. Nhưng mà mấy cái này thì nó đòi hỏi cái người kia nó phải có cái nhịp nữa. Hai tụi em hiện nay hơi chồng thoại và cái nhịp tụi em không có được tốt lắm. Về sưu tập thêm, luyện tập thêm, năm sau chúng ta gặp lại. Cảm ơn hai bạn. Xin mời nhóm thí sinh kế tiếp. Rồi bé lớn nhất đại diện giới thiệu nè. Con xin kính chào chú Trấn Thành, con xin kính chào chú Trường Giang, con xin kính chào chú Bắp. Con Thanh Vân, năm nay con 11 tuổi. Con tên là Phượng Miến, năm nay con 9 tuổi. Con xin chào chú Trấn Thành, con xin chào chú Trường Giang, con xin chào Bắp Bắp. Bắp Bắp luôn. Con xin chào chú Trấn Thành, con xin chào chú Trường Giang, Bắp Bắp. Trời ơi, bà nhỏ bà cũng hay xin biết xa quá ha. Tụi con là như thế nào của nhau? Dạ chị em. Một nhà luôn hả? Dạ không, bé này là em họ thôi. Em họ, ba đứa chị em cùng cha, cùng mẹ, một đứa em họ. Dạ. Rồi chơi chung thi lấy tiền về cho gia đình đúng không? Dạ. Rồi bây giờ diễn cái gì mà tất cả mọi người cùng diễn nha. Dạ. Rồi sẵn sàng tụi con nha. 60 giây bắt đầu. Tại sao tụi con khóc? Ông là ai vậy? Ta là Bụt đây. Bụt ơi, con mập quá, con muốn ốm. Được rồi, ta sẽ làm cho con mập thêm. Con không chịu đâu. Tại sao con khóc? Bụt ơi, con ốm và con muốn mập. Được rồi, ta sẽ làm cho con gầy thêm. Tại sao con ốc tiêu này khóc? Hai chị này để con khóc. Bà với cứu con, bà cứu con. Con hay khóc, con là hay cười vậy? Con đang khóc quá ông Bụt. Sao tâm lý con ngược vậy? Thôi để ta biến giúp con. Cái chân con này nặng quá. Hết thời gian rồi con. Thôi các con đừng buồn và khóc nữa. Các con về đi.